Theo đó, đường bay theo sự lựa chọn của mỗi bên, thời gian dự kiến áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 và sẽ tiếp tục xem xét tùy thuộc vào tình hình kiểm soát dịch COVID-19. Do kế hoạch khai thác giữa Việt Nam và Nhật Bản đã được thống nhất, Vietnam Airlines và Vietjet đã mở bán các chuyến bay này. Cục Hàng không đề xuất Bộ Giao thông Vận tải có văn bản đề nghị Bộ Ngoại giao cùng phối hợp trao đổi với các cơ quan đại diện ngoại giao quốc gia và vùng lãnh thổ chưa có ý kiến về kế hoạch mở lại đường bay. Cục Hàng không cho biết, nhu cầu về nước vào dịp Tết Nguyên đán năm 2022 của người Việt Nam ở nước ngoài rất lớn, với số lượng ước tính hơn 140.000 người. Trong khi đó, các chuyến bay thương mại thường lệ chỉ đáp ứng phần nhỏ nhu cầu của hành khách.